Những thông tin chính sẽ có trong bản tin bóng đá Việt ngày 21 tháng 6. Huấn luyện viên Paul King có chiến thắng đầu tiên cùng Công an Hà Nội. Thép Xanh Nam Định tiến gần đến chức vô địch V-League 1 2023-2024. Đội tuyển U16 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt ở Indonesia. Xin chào quý vị và các bạn đang trở lại với bóng đá Việt trên hệ thống FPT Play. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày kỷ niệm 99 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Xin kính chúc cho những người đang tác nghiệp trong nghề báo sẽ có thật là nhiều sức khỏe, thật thành công, hạnh phúc và luôn giữ vững ngòi bút để mang đến những sản phẩm chất lượng đáng đọc cho quý vị độc giả. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết trong bóng đá Việt ngày hôm nay sẽ có ngay sau đây. Thông tin đầu tiên về dư âm của phòng 24 V-League 1 sẽ dành cho Công an Hà Nội. Không ai còn nhận ra đội bóng mà mùa trước còn mới vô địch V-League 1. Họ đã quá sa sút lúc này và huấn luyện viên Manu Paul King chỉ vừa mới có chiến thắng đầu tiên sau 5 trận toàn thua. 6 năm trận toàn thua, câu lạc bộ Công an Hà Nội rất quyết tâm có được chiến thắng khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà hàng đấy. Trong khoảng thời gian đầu trận, các học trò của huấn luyện viên Paul King kiểm soát tốt thế trận, gây sức ép liên tục lên phần sân của Hải Phòng. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Elias đem bóng cận thành, mở tỷ số cho đội nhà. Tuy nhiên, Hải Phòng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt khi có bàn gỡ ở gần cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, thế trận bỗng dưng đổi chiều sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Công an Hà Nội ở phút 61. Chưa bàn thua, Hải Phòng đẩy cao đội hình, hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc dâng cao đã khiến đội bóng này để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự và các cầu thủ Công an Hà Nội đã khai thác triệt để yếu điểm đó để ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Trong đó, Quang Hải ghi một bàn, thực hiện một kiến tạo. Trận thắng này giúp toàn đội giải tỏa áp lực. Chúng tôi đã thi đấu với lối chơi mình tin tưởng. Sau quãng thời gian không thành công, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn tin tưởng vào lối chơi đã định và đã thu được những thành quả. Chiến thắng này rất quan trọng để bắt đầu mùa giải tiếp theo với lối chơi đề ra cũng như hướng tới những trận đấu tiếp theo. Đánh bại Hải Phòng với chiến thắng 5-1, huấn luyện viên Manu Paul King có trận thắng đầu tay sau 2 trận toàn thua. Đồng thời đánh dấu lần đầu tiên mùa này, Công an Hà Nội ghi được 5 bàn trong một trận đấu. Màn chạm trán giữa câu lạc bộ Hà Nội và Maryland Quy Nhơn Bình Định được đánh giá là đáng xem nhất tại vòng 24 V-League 1 2023-2024. Trước 3 vòng đấu cuối cùng, cả hai đều là những cái tên còn khả năng đua vô địch với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Ở trận đấu này, Đặng Văn Lâm đã trở lại đội hình xuất phát của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sau khoảng thời gian vắng bóng. Ngoài ra, trọng tài người Thái Lan Wiwat Jumpaon cũng là người làm nhiệm vụ bắt chính ở trận này. Được đánh giá cao hơn nơi câu lạc bộ Hà Nội chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của huấn luyện viên Daiki Iwamasa kiểm soát bóng và thực hiện đa dạng các mảng biến để tiếp cận khung thành của Văn Lâm. Sau nhiều nỗ lực tấn công, câu lạc bộ Hà Nội được đền đáp với bàn thắng của Văn Quyết, qua đó có lợi thế dẫn 1-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Không chấp nhận thua cuộc, câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định bắt đầu thay đổi trong hiệp 2. Những toan tính của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy giúp đội chủ nhà thi đấu thăng hoa và dẫn ngược lại 2-1 ở phút 72 với cú đúp của Alan Graffiti. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi chỉ bảo với các bạn ấy là hiệp 1 các bạn ấy làm rất tốt. Chỉ có một sai sót nhỏ ở cái khâu khi chúng ta triển khai bóng từ thủ môn lên. Thì nó có một sai sót nhỏ từ chỗ Malone. Nhưng mà tôi nói rất càng ấy là thì trong bóng đá cái chuyện sai sót xảy ra là điều bình thường. Và chúng ta cứ hiệp 2 chúng ta cứ chơi như hiệp 1. Vẫn lôi kéo đối phương lên. Và chúng ta sẽ có cơ hội để phản công sau lưng hàng hậu vệ của họ. Nhận liên tiếp 2 bàn thua, huấn luyện viên Daiki Iwamasa của câu lạc bộ Hà Nội cũng thay đổi lực lượng hàng công và giúp đội có bàn gỡ 2 đều. Ở tình huống này, Văn Lâm đã nỗ lực cản phá cú sút của Văn Quyết. Nhưng sau khi bóng đập sang ngang, trọng tài người Thái Lan Jumpaon đã nhận định bóng đã lăn qua vạch vôi. Những phút cuối chứng kiến thế trận tấn công áp đảo của câu lạc bộ Hà Nội, tuy nhiên các chân sút của đội khách bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Thậm chí chính họ còn bị thủng lưới 2 lần liên tiếp khi Vũ Minh Tuấn nâng tỷ số lên 3-2, còn Alan khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với một siêu phẩm từ giữa sân. Về tổng quan, tôi cho rằng đây là một trận đấu rất hay. Alan là một tiền đạo tốt của đội chủ nhà. Tôi đánh giá cậu ấy là một cầu thủ rất chất lượng. Trước đây đã ghi được rất nhiều bàn thắng và hôm nay anh ấy đã ghi được 3 bàn.
Tuy nhiên điều tôi muốn nói là Maryland Quy Nhơn Bình Định phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh và đây là điều khác với đội Hà Nội. Thắng trận 4-2, câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có 43 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng Thép Sen Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội có 39 điểm, vẫn giữ vững vị trí thứ 3 và đã đầu hàng trong cuộc đua này. Trong khi đó thì trên ngôi đầu bảng, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định được nhận định sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng đang quyết tâm thoát khỏi vị trí phải đá playoff. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có 90 phút đầy khó nhọc để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nếu như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần điểm để trụ hạng, thì Thép Xanh Nam Định cũng muốn kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng để tiến gần hơn tới ngôi vương. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt từng tự tin khẳng định chức vô địch V-League có thể được định đoạt trong tháng 5. Tuy nhiên, đội bóng Thành Nam trải qua một chuỗi trận đấu không có ấn tượng khi bắt đầu lượt về và nhiều lần bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm. Diễn biến trên sân Thiên Trường tối 20 tháng 6 diễn ra khá chênh lệch khi Thép Xanh Nam Định tổ chức nhiều tình huống tấn công nguy hiểm lên khung thành của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ đạo học trò lùi về phòng ngự sâu, khiến cho các tiền đạo chất lượng của Thép Xanh Nam Định phải nản lòng. Suốt 90 phút thi đấu chính thức, khung thành của thủ môn Thanh Tùng được bảo vệ thành công. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa, thì tới phút 90+5, ngôi sao bên phía Thép Xanh Nam Định đã lên tiếng. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Rafael Sơn bật cao đánh đầu, ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho đội bóng Thành Nam. Tiền đạo người Brazil đang thể hiện phong độ cao ở mùa này khi dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League với 28 bàn thắng, con số gần gấp đôi so với chân sút xếp thứ hai là Alan Graffite với 16 bàn. Nhiều người nói rằng câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang quá phụ thuộc vào Rafael Sơn ở mùa giải năm nay. Tại buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này. Son, chẳng nhẽ Son không phải là một thành viên của đội bóng. Son cũng là một cầu thủ một tập thể. Năm ngoái khi mà chúng tôi về vị trí thứ 5 với số bàn thắng cực kỳ ít và hàng tiền đạo, hai tiền đạo của chúng tôi phải nói là gỗ. Do vậy là khi mà mùa giải mới bắt đầu thì chúng tôi xác định là đua tranh vô địch thì chúng tôi phải mua về những tiền đạo ghi ít nhất một mùa phải 15 bàn trở lên thì mới tính đến được cái cuộc đua vô địch. Tôi cho là như vậy. Thì chúng tôi đã đưa về Son là một bản hợp đồng rất là giá trị. Thì đây là cũng là một điều mà chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. Với chiến thắng bản lề trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thép Xanh Nam Định chạm một tay vào ngôi vương. Ở lượt trận thứ 25 diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới đây, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ phải tiếp đón Khánh Hòa, đội đã chính thức xuống hạng. Nếu có được 3 điểm ở trận này, đội bóng Thành Nam sẽ được nâng cúp vô địch ngay trên sân nhà mà không cần phải chờ đợi kết quả của bất kỳ trận đấu nào. Trong khi đó, thất bại khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể chính thức trụ hạng. Họ phải xác định trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng tới sẽ là chung kết của mùa giải. Với bàn thắng vừa lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Rafael Sơn đã có 28 bàn sau 24 vòng đấu tại V-League 1 2023-2024. Điều này giúp cho Rafael Sơn tiếp tục đào sâu kỷ lục là chân sút ghi được nhiều bàn nhất trong một mùa giải của V-League. Thậm chí phong độ hủy diệt của cầu thủ người Brazil còn đang khiến anh ngang tầm với những chân sút hàng đầu thế giới. Cụ thể theo Transfermarkt, chân sút của Thép Xanh Nam Định là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 5 thế giới nếu chỉ tính ở giải vô địch quốc gia từ đầu năm 2024 tới giờ, xếp trên cả Harry Kane hay Cristiano Ronaldo. Rafael Sơn đã ghi dấu ấn đậm nét trong dòng chảy của V-League sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở mùa giải năm nay. 5 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa giúp tiền đạo người Brazil trở thành chân sút thứ 2 trong lịch sử V-League lập được một cú rip poker. Một đội bóng khác cũng đang phải chạy đua để thoát khỏi vị trí đá playoff trụ hạng. Nhưng khác với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LB Bank Hoàng Anh Gia Lai đã đạt được mục đích của mình trước đối thủ Becamex Bình Dương đang sa sút. LB Bank Hoàng Anh Gia Lai vừa có được một kết quả vô cùng thuận lợi trong chuyến hành quân đến sân của Becamex Bình Dương. Dù gặp những khó khăn khi mà trụ cột Trần Minh Vương sớm phải rời sân vì bị đau, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 của Nguyễn Quốc Việt. Và phần còn lại của trận đấu, đội bóng Phú Núi đã kìm chân được các chân sút bên phía đội chủ nhà. Trong bối cảnh có những xáo trộn nơi băng ghế huấn luyện, Becamex Bình Dương cũng đã không có một trận đấu như ý. Đội bóng đất thủ trải qua chuỗi thành tích đáng quên khi đã thua liên tiếp 5 trận đấu.
Ngược lại, LB Bank Hoàng Anh Gia Lai chấm dứt mạch 3 trận liên tiếp không thắng. Chiến thắng giành được trên sân vận động Bình Dương giúp đội bóng này tạm thời có được 29 điểm và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có khoảng cách 3 điểm, một khoảng cách tạm coi là an toàn với đội xếp áp chót Sông Lam Nghệ An. Đây là cái trận đấu mà tôi cho rằng là nó mở ra cái cánh cửa và chúng tôi không phải đáp playoff, còn hai trận nữa chúng tôi sẽ cố gắng. Đây là một trận đấu hết sức là cảm xúc và đá trên sân khách mà với một cái tỷ số thắng lợi như thế thì cũng là một cái điều phải nhìn nhận là chúc mừng các học trò của tôi. Chúng ta thấy là những cái cầu thủ mà bây giờ bỏ năm nay thì các cũng thương các em là thế này nè. Các em luôn đá trong một cái trạng thái là bị áp lực rất là lớn. Khi mà bạn thật ra mà nói ngay từ đầu, ví dụ như mùa giải tới tôi có nói là nếu cái lứa này mà trụ hạng thì mùa giải tới với cái cầu thủ này không cần phải tốn tiền gì đó. Chúng tôi lại tiếp tục cho những cầu thủ này đá và khẳng định là nếu mà vào trong top 8 hay top 6 thì là được. Ở hai trận đấu còn lại của mùa giải này, LB Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ có những thử thách tương đối lớn. Tại vòng 25 diễn ra vào ngày 25 tháng 6, đội bóng này phải ra thủ đô để làm khách trên sân của Công an Hà Nội. Đội bóng vừa có chiến thắng 5-1 tưng bừng ở vòng đấu này trước Hải Phòng. Và tới vòng đấu cuối cùng, đội chủ sân Pleiku sẽ trở về sân nhà để tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng. Đây được xem là hai trận đấu sống còn với đội bóng phố núi. Tuy nhiên, LB Bank Hoàng Anh Gia Lai có thể sớm hoàn thành mục tiêu nếu như họ đánh bại Công an Hà Nội. Đồng thời trong trận đấu chung kết ngược giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được kết quả hòa, hoặc đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cầm hòa được Công an Hà Nội, và trong trận đấu trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An phải nhận thất bại trước đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngày hôm qua, đội tuyển U16 Việt Nam đã chính thức đặt chân đến Indonesia, nước chủ nhà của vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2024. Mặc dù phải trải qua một hành trình dài khá mệt mỏi, tuy nhiên bù lại huấn luyện viên Trần Minh Chiến và các học trò của mình đã được bù đắp bằng những tình cảm ấm áp của những cổ động viên bản địa. Xin chúc cho thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ có những trải nghiệm quý giá, có những trận đấu làm hài lòng ban huấn luyện cũng như là người hâm mộ Việt Nam tại giải vô địch U16 Đông Nam Á. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Bóng Đá Việt hôm nay và chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui.
chương tiếp theo của mùa giải 2023-2024. Xem V-League đỉnh nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.